bên kia là hẻm ở đây 21 thì hẻm bên kia là hẻm 16. Con đường này là con đường Nguyễn Thiện Thuật. Ở đây là bánh mì Hà Nội. Ở đây là quán cà phê Treo Leo nè mọi người, quán cà phê Treo Leo trong đó. Ở đây 30 độ, thấy có nhiều tiệm bán nước sâm Bà Bình. Ở đây là chợ Bàn Cờ rồi mọi người. Trời ơi coi kìa, đến giờ này mà cũng còn ẵm em bé trên tay kìa. Theo ba mày còn thấy mấy đứa nít đó là nó khổ, cực kỳ khổ luôn nha bà con. Bà con bác băng ngày mẹ nó cũng ẵm nó đi, phơi nắng phơi sương, tối giờ ngủ nó buồn ngủ, nó chịu không nổi đó bà con. Cũng giác nó đi theo bán vé số. Bà mẹ đó thì thật sự xin thưa với bà con bác, ba mày còn thấy bà cũng khổ nữa. Tại sao ba mày còn nói ba khổ? Bà con bác biết tại sao bà khổ không? Đứa bé nó lớn quá bà con, bà điệu trình dài mà bà đi như đó, ba mày còn nói thật thương. Bà đi được là ba mày còn cũng khen bà hay luôn á. Mai mốt về già là cái cột sống lưng mà nó mới thấy cái cảnh nha. À, nói chung là ba mày còn không biết là có thật hay giả, nhưng mà thấy cái cảnh đó mình thấy nhiều khi mình thấy thương xót cho họ quá. Nhưng mà nếu mà nói mình giúp thì Sài Gòn này giúp không hết đâu mà con. Thấy nhiều quá, bà mày còn thấy đi giờ thấy nhiều quá. À, ở đây là đường này, đường Nguyễn Thiện Đường Chiểu lúc 11 giờ đêm nè bà con. À, nhà máy Sĩ Tân này là hồi xưa đó là nhà của cái ông gì đó, ba mày còn quốc trưởng gì đó, như là Phan Khắc Sủ á. À, tâm bùm bỏ đá nè bà con, mấy xe đá đó. À, về đêm bà con có thấy cuộc sống Sài Gòn về đêm nó có một cái khía cạnh khác Sài Gòn hồi xưa. À, ở đây có cái chè Hiển Khánh nè, cửa luôn rồi, không còn cái gì mà mở cửa hết. À, bà con có bác thấy một Sài Gòn khác hẳn không, những cái video khác của bà Michael không? Đây ngân hàng Tiên Phong Băng nè, ngân hàng Tiên Phong Băng này ba Michael cũng là khách VIP luôn á. Nói đùa đi, nói vậy chắc bà con của bác mà tin thiệt thì chắc là xỉu á. À, mày làm cái gì mày cứ là khách biết của ngân hàng, ngân hàng nào mày cũng là khách biết vậy, mày là đại gia. À, đúng là nhiều gia thôi chứ không có thật. Đùa chơi bà con của bác thì thôi nha, chứ khách vip của ngân hàng thì chắc không có đi lang thang mà 11 giờ đêm mày đi quay phim đâu bà con đó ha. Không có đi mà đi kiếm từng đồng từng chút quảng cáo. À, mình ơi bà con cô bác vất vả lắm. Áp lực rủi ro. Bên đây là chợ Hoa Hồi Thị Kỷ đó bà con. À, chợ Hoa Hồi Thị Kỷ bây giờ chắc cũng đông. Giờ bắt đầu xuống hoa đó. Đây là cư xá đường sắt.
nhắc cái ngân hàng mới nhớ, tôi nhớ bà con quá, từ khi mà ngân hàng mà bốn cái ngân hàng lớn mà bán vàng đó bà con, thì xin thưa với bà con quá, hôm nay ba mới ngồi đọc cái tin gì mà không biết đúng không, gì bán đổ bán tháo gì đó, à, kéo giảm giá vàng xuống, à, rồi à, thêm cái tin gì là cái ông cái nước bự á, à, cái nước bự gì đó bà con, ổng tuyên bố là ổng ngừng mua vàng. À, thành ra là kéo trả thị trường thế giới vàng nó rớt giá, à, vàng rớt giá nha bà con, ở trong nước cũng rớt luôn, rồi à, xin thưa bà con có bác rồi bán vàng hai giá nữa, ồ bây giờ nó nhiều thứ lắm, mình thấy ba mươi rồi thấy đọc tin là mình thấy điên cái đầu, à, vàng mà vàng hai giá nha bà con, đó có nghĩa là bây giờ ngân hàng nhà nước bán vàng thì bây giờ đó, tiệm kia nó thu lại nhiều, bây giờ là những người bán á, bán đó, tại vì nó chênh lệch nhau nhiều quá bà con, cái đường này đường Bà Hạt nữa, à, bà con có bác có biết là nó chênh lệch nhau nhiều quá, thành thử ra là bây giờ họ mới cái ví dụ nó chênh nhau 20 triệu đi nha, 30 cổ ví dụ với cha giờ 30 cổ không nhớ số nhiều nữa, giả sử cái giá mua và giá bán nó bị chênh lệch 20 triệu thì bây giờ họ đem ra ngoài tuồn ra ngoài thị trường hoặc họ lên mạng họ bán rồi con, à, thay vì à, họ bán lỗ cái như là nhà nước thu lại, không phải nhà nước thu lại mà mấy cái tiệm vàng á người ta thu lại với giá là 10 đồng à, nó chênh lệch nhau 20 triệu hay như nói chung là giờ 30 còn won rồi, nói chung là dạng như vàng hai giá là cái phần một khoản chênh lệch đó nó chia đôi với bà con, nó 50-50, vàng 50-50 đó, thì đâu bên cũng có lợi, một bên thì mua được với cái giá rẻ hơn, à, rẻ hơn 50%, rồi một bên thì được bán được cái mức giá là lời hơn được 50%, đó nó gọi là vàng hai giá, à, nhưng mà cái đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro lắm nha bà con, à, cơ quan chức năng mà phát hiện được là tịch thu á. À, rồi phải chịu cái vấn đề là nói chung là ba mươi rồi thấy mình cái gì mà làm cái đó là nó gọi là một hình thức vi phạm đó, những cái điều mà cấm cũng mệt đó, à, nhưng mà vì vấn đề lợi nhuận là bất chấp, à, đây là chung cư Vĩnh Quang nè. Tiệm bánh mì đây là đường Nguyễn Duy Dương, ở đây là chùa Từ Nghiêm nè, ở đây có mì vịt tiềm nè, buổi tối về đêm băng đường nguy hiểm lắm nha bà con. Đây ba mày còn nhớ có tiệm mì vịt tiềm Thượng Hải nè bà con, à, đây không biết có bán không, trời ơi nghỉ luôn rồi, à, xin thưa bà con bác giờ này thương xá đã đóng cửa, à, bên kia là chợ Dịch Bảo, trời ơi bà con bác thấy không, xe cứu hồn chạy đầy đường. Ở đây là chợ Nhật Tảo nè, con đường này là đường Nhật Tảo luôn nè bà con. Con đường Nhật Tảo này hồi xưa là đường Gia Bà Bầu, hôm nay có bán chè nóng ha. Nè. Ba mẹ rồi chở bà con có bác dạo qua vòng coi chợ Nguyễn Duy Phương nó có làm cái phố đêm không.
đường này đường Nguyễn Tiểu La này. Con đường này hồi xưa là đường Gia Bà Bầu nha bà con. Rồi đường này đường Ngô Quyền. Đường Ngô Quyền này thì hồi đó là đường Triệu Đà, trời đó ta đã giải về ta đóng rồi, mai chở đi bán. Rồi chứ giờ bán ai mua. Có nhiều người là bà con mất em họ sống ở ngoài chợ luôn. Bông hoa gì họ sống ở ngoài lề đường luôn đó bà con. Đó, họ đâu có dẹp đâu, họ bể cái sạp đó, vậy là cuộc sống của họ là một năm 365 ngày là nằm ở ngoài lề đường hết. À, đây này. Đây chợ này chợ Nguyễn Di Phương nè, về đêm á chạy xe ba mấy cô thấy cũng chạy từ từ mà sao ba mấy cô đi được một cái đoạn đường dài mà thời gian nó ngắn ghê. Đêm. Đó bà con bác em có nhiều người ta đem cái bố ở đây là nằm là ngủ ra coi hàng luôn. Như vậy là cuộc sống của họ là họ đâu có nhà cửa đâu bà con. Quan ốc con nhậu. Bà con bác em cuộc sống của họ là coi như là ba mấy cô thấy là họ ở bây giờ cũng dẹp hàng về luôn rồi. Dẹp hàng về đây những người rồi co ro mấy người đó người đi lụm ve chai các bạn. À, mình ra đây là đường Ba Tháng Hai. Con đường này hồi xưa đó là đường Trần Quốc Toản. Ba mẹ cô đi canh với ba mẹ cô đi đón vợ ba mẹ cô đây. Không biết bà tới chưa nữa. Ba mấy cô thấy về đêm xe cứu thương chạy nhiều lắm. Cứng cái lưng luôn đó trời. Thưa bà con bác ở đây là ngã tư Nguyễn Tri Phương với đường Ba Tháng Hai, bên kia hồi xưa là chợ cá Trần Quốc Toản đó. Trời ơi coi kìa, họ ngồi đây đường giờ quẹo qua đây con đường Lý Thái Tổ. Bên tay trái ba mươi cô hồi xưa đó là tiểu đoàn năm quân cảnh, đây là một cái lực lượng tổng dự bị. Bên phải là phó tàu bay nè.
đây là bệnh viện Nhi Đồng 1. Ở đây là ngã tư. Đường này là đường Sư Văn Hạnh. Rồi, ở đây là chùa Ấn Quang. Rồi, buổi tối lâu lâu cái tự nhiên có tiếng máy xe rồ lên. Mày còn nghĩ chắc bà cũng đã về tới rồi. Bếp A Kỳ, hủ tiếu, bún cá. Thôi chắc mai cầu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.